không ổn rồi, bọn chúng đang bay lên nóc nhà giống như mà các bạn nhà kia từng làm vậy. Có gì như thế, bọn chúng biến mất rồi. Hả? Không lẽ bọn họ đều có khả năng chuyển hết thời sao? Không thấy đâu, bọn họ chưa đi xa được, chắc chắn là vẫn đang bay ở trên nóc nhà. Trời, đúng như mình nghĩ. Tạm biệt nhé, bọn ta chính thức được tự do. Không ổn rồi, ai mà biết chúng định đi đâu chứ. Hãy là chỉ lên đó và lao xuống mới được. Hey! Hả? Trời, tiền bối Yaki, ai có sao không? Tuyệt vời, không ai có thể cản đường ta được nữa. Còn có ta ở đây, đừng có đắc chí. Cái gì vậy? Bỏ cái tay của ngươi ra. Rồi nó chạy đi đâu hả? Cậu ta hẹo với cái được không? Cái tên này, mà không thể nào phun cây lửa hái vào hắn được khi đang bay. Anh xin đi game bay đừng lo, để em. Hey! Rubio, cậu sao chứ? Ây da. Hả? Cái gì đây? Một cái quần. Có lẽ ta phải tìm cái quần mới rồi. Đi thôi. Bọn chúng bỏ đi mất rồi. Nhưng tôi nghĩ rằng chúng sẽ không đi xa đâu. Có thể là chỉ quanh quẩn ở nơi chim thôi. Ừ, mong là vậy. Đâu rồi, mở tờ hàng cho ấy đâu rồi? Lúc nãy còn hát trên nóc nhà mà. Tiền bối Yaki à, lúc anh bị ngập nước ở trong hồ bơi trẻ em ý, thì tên Shinigami và đồng bọn đã chạy thoát từ lâu rồi. Hả? Thật sao? Tức thật. Mà cô không còn phải nói tôi đó là thợ bơi trẻ em đâu, Ashley à. Vâng ạ. Ai, suốt một tháng nghiên cứu về thần chết, coi như là đổ sông đổ bể. Đừng có nhìn tôi như thế chứ. Tình Romeo đây rồi. Cậu ấy làm cái gì thế hả? Cậu có biết là vừa kia ra một cái rối to lớn không? Này, bình tĩnh nào. Bỏ xuống. Bỏ thấy xuống. Xin lỗi, tôi hơi kích động. Nhưng mà việc cậu là sáng nay đã gây ra sự việc nhiên vừa nãy đó, cậu phải rời trách nhiệm về việc này. Hả? Romeo đã làm gì cơ? Ý cậu là sao? Romeo đã bắt cô Kisa viết đơn xin nghỉ việc vào sáng nay. Sao cơ? Do không có cô Kisa bảo trì lượng khí gây mê, nó đã khiến thay đổi nồng độ và áp suất lên cơ thể của 10 thần chết, khiến cho họ bị mất kiểm soát và hành động. Hả? Khoai đã! Romeo! Tại sao cậu lại tự ý làm như vậy hả? Bố cậu mới biết được thì tiêu rồi đó. Ai, thì sao tôi biết được đối việc cô ta lại gây ra thứ nghiêm trọng như vậy? Thứ tôi muốn bắt là hợp chất Latio mà thôi. Cậu cứ làm những thứ mà chẳng nói trước với ai vậy thì sao coi được? Ít phải bàn với tôi chứ. Thế là tôi tính bàn rồi đấy. Nhưng mà con ngủ như chết vậy. Người gì đâu mà ngủ 12 giờ trưa mới dậy. Cái gì mà 12 giờ trưa chứ? Tôi dậy từ 6 giờ sáng nha. Nhưng mà do chưa đến giờ làm việc nên tôi ngủ thêm thôi. Đừng có đổ thừa. Thế tại sao lại thích tôi chứ? Dù sao tôi cũng có quyền hành cả nhất ở đây so với tôi mà. Hết làm gì thì làm chứ. Trời ạ, cái gì vậy? Đến giờ đổ thừa nhau rồi à. Thật khó tin trung tâm thời gian là do Romeo quản lý. Khoan đã anh chị ơi, vừa nãy Romeo vừa nhắc em mới nhớ, hồn chất Latio đâu rồi? Ừ nhỉ, hay là nhất khi nãy chỉ có 10 hồn chất bay lên thôi, không thấy ai có vẻ như là Latio. Lúc tôi kiểm tra phòng thí nghiệm thì không có ai cả. Mà cô Kisa đâu rồi nhỉ? Đây rồi, cuối cùng tôi đã hồi phục được đoạn camera hồi chiều ghi hình lại ở phòng thí nghiệm tầng 1. Cho tôi xem nào, tôi tò mò là thần chết Latio tại sao biến mất. Này, thần chết Latio, dậy đi, thầy bọn ta hãy ra khỏi đây nào. Có vẻ như là hắn ta đang mất tỉnh, anh Shinigami à. Được rồi Kisa, cô hãy mở cửa giúp chúng tôi đi. Bọn chúng có vẻ như là sẽ lại đến đây rồi, mặc kệ hắn vậy. Chúng ta lên tầng trên để chuẩn bị bay nào.
sao cháu có tội thần chết nào thế này? Trời, thần chết Latio lại lướt vào mình sao? Sao lúc đó mình chẳng thấy hắn nhỉ? Anh trai tôi có khả năng làm chậm thời gian lại và di chuyển với tốc độ rất là nhanh. Nhưng mà mắt của cậu ta nó có màu đỏ, y hệt một thần chết còn lại. Hả? Không lẽ thần chết Latio cũng bị mất nhận xác rồi sao? Thế thì nguy quá. Đúng vậy, Romeo lúc đó đã bơm làn khói gây mê kính phòng nên đã bị tác động vào hệ thần kinh của Latio. Thế là nguy quá, tôi phải cảnh báo vị này cho người giám sát thành phố mới được. Thông báo, yêu cầu mọi người dân trong khu vực hãy mau về nhà và khóa cửa cẩn thận, không đi ra ngoài vào thời điểm này cho đến khi trời sáng. Alo, chú Yaki đây. Mọi người hãy chuẩn bị xe để chặn mọi lối đi ở khu vực nội chiến với tôi nhé. Đêm nay chúng ta sẽ có một cuộc chiến dài với hoàng chết đấy. Ừ, chúng ta hiểu rồi. Mọi người hãy chuẩn bị cà phê đi, chúng ta sẽ không ngủ vào tối nay. Cũng may là hai chiếc xe này đã sửa xong và tạm thời chạy được rồi. Tôi sẽ lái đến từ phía bắc nhé. Ừ, hai bọn tôi sẽ đến từ phía nam. Ơ, khoan đã, hai chiếc xe cảnh sát sẽ được sử dụng rồi. Hãy sao xác đến khu phía đông kịp đây. Đừng lo, mấy người hãy mau khởi hành đi. Tôi có cách rồi. Ok, chúng ta lên xe nào. Xin lỗi, mọi người vui lòng quay xe lại, đoạn đường này đang bị phong tỏa. Không biết là có chuyện gì mà Yaki kêu cảnh sát chặn cái lối đi dẫn ra ngoài thành phố thế nhỉ? Xin mọi người hãy về nhà mà ngủ sớm cho. Xe mà chúng tôi hứa là sẽ mở lại tuyến đường này, mà mọi người hãy thông cảm. Tôi đã trở về rồi đây. Trước mắt là tôi đã nhờ cảnh sát phong tỏa các tuyến đường rồi. Có chuyện gì thế Kokisa? Mấy tên bảo vệ này bị tấn công mà. Sao không đưa đi bệnh viện mà để ở đây? Ba người này đã bị các thần chết trong phòng thí nghiệm tấn công bằng cây lửa hái. Hả? Thật sao? Bọn họ đã bị tức đoạt linh hồn rồi à? À không đâu, bởi vì một lý do nào đó bọn họ bị tách lìa linh hồn khỏi cơ thể. Tương tự như trường hợp của Enma vậy. Có lẽ là do họ đang bị mất kiểm soát nên việc tức đoạt linh hồn trở nên vô hiệu. Cũng may mắn thật, chứ bình thường là chết từ lâu rồi. Vấn đề quan trọng nhất bây giờ là 10 thần chết đó sẽ bị ảnh hưởng thần kinh đến bây giờ. Và có thể chữa trị được không? Tôi có vừa nghiên cứu rồi. Sau một tuần thì tác dụng phụ đó sẽ tự động khỏi ngay và họ sẽ không bị mất kiểm soát nữa. Một tuần à? Thế thì mất khá nhiều thời gian. Em sợ trong thời gian đó 10 thần chết sẽ lộng hành. Tôi đã tính đến trường hợp đó rồi và đang cố gắng tạo ra một loại thuốc hóa giải sớm nhất có thể. Được rồi, tôi còn hy vọng với cô. Này mọi người, đã có nhiều dấu hiệu của các thần chết thoát ra khỏi phòng thí nghiệm rồi đấy. Thật sao? Bọn chúng đang ở đâu? Bọn chúng đang tấn công những người vô hại mà không có mục đích. Hả? Chúng đang ở đâu? À! Lạy ông đi qua, lạy bà đi lại cho tôi một ít tiền. À! Chạy mau! Chạy mau! Hả? Cái gì vậy? Tước đoạt linh hồn. À, thần chết à? À! Chạy thôi, thần chết lên kìa. À, không 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 không, hai cái tôi, hai cho. À! Bọn chúng khác đi cái rồi, trời ơi. Nào mọi người, tất cả hãy lên xe đi. Chúng ta hãy cùng chặn chúng lại nào. Nhưng mà có đến tận 11 thần chết đấy à? Làm sao chúng ta có thể đánh lại? Cô yên tâm, trụ sở hơi xăng vừa cử thêm nhiều giống nhỏ như chúng ta để hỗ trợ rồi. Những cái tên hình chết nhỏ để bọn họ lo cho. Trước hết, chúng ta hãy tập trung vào ba cái tên mạnh nhất đi. Shinigami, Fiona và Latio. Tất cả đã sẵn sàng chưa? Lên xe nào! Sẵn sàng! Thank you.
này này, chúng ta đã phong tỏa đoạn đường này mà, anh học đường đi ngang qua. Có chuyện gì mà người đàn ông kêu hắn sợ thế nhỉ? Rider. Vâng, chú ý Mia. Trời, hình như đó là thần chết đấy. Cùng đẩy lùi hắn nào. Không ổn rồi, có vẻ như là thần chết không bị sát hơn bởi súng đạn. Hắn bị gì đâu mất rồi. Hả? Cậu là ai? Sao cậu lại không kiếm giữa hung khí vậy? Khoan đã, người này trông không quen. Hình như là bạn của trung úy Gia Kỳ thì phải. Chính xác. Hai ơi, cậu hãy cho vợ xe tạm thời ở nấp đi. Tôi sẽ ngăn chặn tên hành chết này cho. À, tôi nhớ rồi. Các cậu thợ săn cách đây khá lâu đã cười khi chúng ta làm nhiệm vụ. Hả? Ừ nhỉ? Cả thế giới này đều tin rằng cái ma quỷ là có thật. Mà chỉ có tên này là còn cứng đầu không tin thôi. Ai nói hả? Tất cả cảnh sát đều không tin nhá. Có phải không? Rider, Mia. Sao hai người im lặng thế? Đó là chuyện của quá khứ rồi. Tôi xin lỗi. Chỉ xóa đi mà. Hai người mới nắp đi. Được rồi, tụi tao chấp nhận là xin lỗi. Đi nào Rider. Giờ thì chỉ còn tao và người thôi. Hãy xem đi. Chưa đâu, còn một người nữa. Hả? Hai đánh một mà. Trong mắt cười nhỉ. Siêu đại kiếm. Xong hai tên rồi. Hả? À, thì ra là thế. Ra là thằng chết à. Cũng may là hồi đó mình có tham gia vào trung tâm hợi săn, nên có trang bị cái nấu trồng, một súng bắn linh hồn, nên mình có thể tự tin đối phó với thằng chết. Vậy thì là sao đây nhỉ? Chắc là báo với Gia Kỳ bắt hắn lại thôi. Cẩn thận, linh hồn của vận động viên xe đạp. Hả? Xin chào, lâu rồi không gặp. Ồ, tôi có thấy cậu ở trung tâm hội sang. Cho tôi biết. À, chờ chút. Xong rồi, cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra đi. Có đến hai thằng chết lận hư. Tất cả đứng yên, gọi hai lên lên. Súng không hành đâu rồi. Thôi chết. Mình đã ở trong hai chiếc xe cảnh sát rồi, mà mình đi xe đạp. Tức đoạt linh hồn. Tức đoạt cái gì cơ? Uống cà phê không? Ngon hơn linh hồn của tôi. Wow, cảm ơn cô gái nhiều nhé. Không có chi à. Báo cáo, tôi vừa hạ gục được hai tên hận chết rồi. Tốt lắm, vậy là 6 tên hận chết đã bị đánh bại, còn 5 tên nữa thôi. Này, Romeo, tôi vừa bắt được 1 tên hận chết rồi, tôi bị được rồi chứ? Cậu bắt phải rồi. Romeo, không ngờ cậu lại nhờ tôi bay từ nước ngoài về chỉ để bắt tên hận chết thôi ư, làm mất thời gian của tôi ghê. Tạm biệt nhé, tôi về đây. Ôi này, khoan đã, ở lại một tí đi có được không? Còn 3 tên hận chết nữa và mạnh nhất trong 10 tên. Alo. Xem ra là ngươi phải chiến đấu với ta một mình rồi. Ngươi nói ta sợ ngươi ư? Ngươi làm to rồi. Hắn kia rồi. Hả? Wow, lần này thực sự là một chỗ hay rồi. Đừng có nấp nữa, hãy mà lộ mặt đi. Tên La Tây ở đâu nhỉ? Bị hắn đâu ở đây? Hay là hắn này ngủ rồi? Không thể nào. À, đúng rồi. Nếu như hắn luôn cầm cây lửa hát bên người, thì mình có thể... Ha! Xác định vị trí của Latio nào! Đây là ở đâu ở đây? Mà không rõ nữa, phải lại gần xem nào.